Các bạn ạ, trong ta thường nói trẻ em không chỉ là niềm hy vọng mà còn là niềm hứa hẹn đối với toàn thể nhân loại. Hôm nay Thủy Đỗ xin được gửi tới các bạn những sản phẩm chuyên biệt dành cho trẻ em. Vậy muốn trẻ em phát triển toàn diện về trí tuệ cũng giống như là về thể chất thì Thủy Đỗ xin được gửi tới các bạn 3 dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Và những sản phẩm này được chiết xuất 100% thảo dược thiên nhiên từ vùng nước Nga Siberia, với 9 tháng là mùa đông, 3 tháng là mùa hè, và mặt trời từ 6 giờ cho đến 10 giờ đêm. Sống trong cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt như thế, cho nên loài thảo dược này nó chính là sữa mẹ tinh túy của thiên nhiên, của đất trời, của thiên nhiên tạo vật trao ban cho loài người. Và đây chính là 3 sản phẩm chiết xuất đặc biệt từ thảo dược thiên nhiên. Sản phẩm thứ nhất đó là Vitamama Sô-cô-la. Đây là một loại sản phẩm có rất là nhiều vitamin C và đặc biệt chứa nhiều inulin. Nó chính là cung cấp dưỡng chất, vitamin, chất khoáng cho trẻ em. Và đặc biệt là nó nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cung cấp dưỡng chất vào mô xương, ngăn chặn còi xương, chống còi xương cho trẻ nhỏ. Và nó giúp cho trẻ ăn ngon miệng, đặc biệt là phát triển chiều cao cực chuẩn luôn các bạn ạ. Và cái loại này thì bằng dạng viên, cho nên trẻ 6 tháng tuổi chúng ta có thể hòa 3 viên đến 5 viên vào nước ấm và dùng thìa cà phê để cho bé uống. Còn trẻ bắt đầu từ 3 tuổi trở lên thì các bạn có thể cho bé uống từ 5 đến 10 viên nhai. Nó ngọt, nó béo, nó ngậy, trong là sữa non. Còn ngoài đó là bọc sô-cô-la, cho nên cực kỳ dễ ăn và nhiều trẻ thấy ăn cái này nó là niềm vui. Loại thứ hai đó là Vitamama Omega 3. Cái này chăm sóc mắt thật là huyền diệu. Nó cung cấp omega 3, trong đó có những thành phần là vitamin A, vitamin D, vitamin E, DHA. Nó chăm sóc cung cấp dưỡng chất cho võng mạc, tăng cường phát triển trí tuệ, phát triển hệ thần kinh. Cái loại Vitamama này, omega 3 này, nó đặc biệt nâng cao hệ miễn dịch và phát triển, nâng cao tim mạch cho trẻ cực kỳ tốt các bạn ạ. Và cái omega 3 này thì nó dạng hình con cá. Các bạn trẻ 3 tháng tuổi thì các bạn có thể dùng kéo để cắt cái đuôi và bấm những cái giọt omega 3 bằng nước nó vào lưỡi cho bé. Còn những bé lớn hơn thì các bạn có răng rồi, các bạn có thể cho nhai, cho nhai cái viên này. Và trẻ lớn hơn khi có răng rồi thì các bạn 3 tuổi các bạn có thể cho nhai từ 3 cho đến 5 viên omega 3 mỗi ngày. Cái loại thứ ba đó là vitamin bằng siro. Đây là cái loại cung cấp vitamin C, cực kỳ nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C này giúp cho trẻ của chúng ta kháng viêm, kháng khuẩn cực kỳ chuẩn luôn. Và đặc biệt giúp cho trẻ ăn ngon, ngủ yên. Và đây là một cái dạng nước siro, cho nên bé có thể được dùng thìa để uống
trực tiếp bằng nước này, hoặc nếu bạn thấy hơi đặc thì các bạn có thể là cho một chút nước để pha loãng lên cho bé uống mỗi ngày. Đây là ba dòng sản phẩm cực kỳ chuẩn cho bé nhà mình mỗi ngày. Và để phát triển toàn diện về trí tuệ cũng giống như là về thể chất, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc đong đầy và niềm tự hào của bậc sinh thành. Và trong ta thường nói, món quà huyền diệu nhất của tự nhiên ban tặng cho loài người không gì ngọt ngào bằng tiếng cười của trẻ thơ. Và rất mong các bạn hãy chú ý tới sản phẩm này để chăm sóc con của mình, niềm hạnh phúc đong đầy yêu thương của mình mỗi ngày, để tiếng cười của các con là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào đong đầy của chúng ta, đúng không bạn? Và thấy video này bổ ích đối với những bà mẹ bỉm sữa thì các bạn hãy chia sẻ lan rộng cho các bà mẹ để chăm sóc con của mình ngày một trưởng thành, khỏe mạnh, đẹp đẽ, thông minh hơn các bạn nhé. Và các bạn hãy đăng ký kênh của Thủy Đỗ, nhấn vào nút chuông màu đỏ đăng ký cho Thủy Đỗ. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.